Ủa, tự nhiên anh đi chi vậy? Anh có chuyện muốn nói với em. Tự nhiên làm như hôm nay căng vậy ba? Nói đi. Có một chuyện vui với một chuyện buồn, em muốn nghe chuyện nào? Thôi, nói chuyện buồn trước đi, xong rồi vui sau. Chuyện buồn là mai anh phải bán chiếc Toyota của nhà mình. Gì vậy? Sao tự nhiên bán? Rồi mình đi bằng gì? Tự nhiên anh bán xe hơi là sao? Rồi, còn chuyện vui là gì anh nói luôn đi. Chuyện vui là ngày mai anh sẽ mua cho em một chiếc xe hơi xịn hơn. Ủa, rồi tiền đâu mua? Thì nè, cái dự án lần trước anh làm á, nhớ không? Nó trúng, cái chủ tịch thưởng cho anh tới 200.000 đô. Đó, mốt anh ngày mai mình ra ngân hàng rút tiền, rồi anh đi mua xe hơi mới cho em. Thiệt không á? Thiệt. Hứa nha. Hứa. Mai mua xe hơi mới nha. Ừ. Xe xịn nha. Ừ. Không em. Quán này cũng đẹp ghê á anh ha. Cho anh 2 ly cà phê. Trời anh, hồi nãy đi rút tiền á, ngân hàng đông muốn chết luôn. Chờ lâu quá trời, em mệt. Anh cũng mệt nè. Cảm ơn em nhiều. Uống đi anh. Mà em nói nghe nè, hay là bây giờ mình uống xong mình rút được tiền rồi mình đi xem xe luôn hơn, chứ để qua ngày mai á, đi 2 ngày em mệt lắm. Được á, mà em chọn được chiếc nào chưa? Em thấy chiếc Mercedes 4 chỗ có vẻ hợp với hai vợ chồng mình á. Đợi mai mốt mà đẻ thêm 1-2 đứa con nữa thì cả gia đình mình đi. Mà có hình không, cho anh xem thử coi. Nè, đây nè, đó chiếc này, chiếc này với chiếc này nữa. Anh thấy 3 chiếc này thì chiếc nào có vẻ hợp? Anh thấy chiếc này hợp nè, với lại nó màu đen nữa. Em cũng thích chiếc này nè, vậy mình quyết định chiếc này ha. Ok, để em lên em xem địa chỉ nào gần nhất rồi mình đi cho nhanh. Thôi đi luôn đi, tính tiền đi anh. Tính tiền cho anh đi. Thôi anh đi ra lấy xe trước đi, để em tính cho. Em đang giữ bóp anh mà. Cầm. Cái gì? Hồi nãy anh đi ra trước em tưởng anh cầm ra rồi. Đâu có đâu. Ủa vậy là để quên hả? Em bất cẩn quá. Trời ơi, số tiền lớn như ai mà trả cho mình trời. Đừng có nói xui. Em có chắc là như vậy không? Dạ chắc. Ủa? Trời không có anh ơi. Chị có thấy cái vali tiền của em hồi nãy để đây đâu không chị? Cái vali màu đen á. Xin lỗi, tôi là quản lý ở đây, tôi có thể giúp gì được cho hai anh chị à? Hồi nãy là vợ chồng tôi có để cái vali tiền ở đây. Phiền chị check lại cái camera giùm cái Anh chị có thể nói rõ cho tôi biết trong đó có tổng cộng tất cả bao nhiêu tiền được không ạ? Trong đó có 200 ngàn. 200 ngàn? Không thể nào. Tại vì số tiền chúng tôi nhận được nhiều hơn như thế rất là nhiều. 200 ngàn đô á? Anh chị ngồi đây đợi tôi một lát ạ. Em vào trong lấy vali tiền của khách ra đây giúp chị nha. Dạ chị. Anh cứ tưởng là mất luôn rồi đó. Anh chị vui lòng ngồi đợi một chút nha. Ok. Dạ, vali tiền đây ạ. Đây đúng không mà? Dạ đúng rồi ạ. Anh chị kiểm tra giúp tôi là có đầy đủ số tiền của anh chị không nha. May quá còn đủ anh ơi. Trời, thành thật là cảm ơn chị nhiều luôn á. Nếu mà không có chị thì không biết vợ chồng tôi sao nữa. Dạ không có gì đâu chị, lần sau anh chị nhớ cẩn thận hơn nha. Thật sự là em không biết lấy gì để báo đáp chị luôn á. Hay là vợ chồng em mời chị đi ăn một bữa nha. Thôi trời, ngại lắm. Nên là có dịp thì mình sẽ gặp nhau sau ha. Thật sự là em cảm ơn chị nhiều lắm. Nếu anh chị có việc gấp thì mình về sớm đi nha. Tại vì trời cũng gần sắp tối rồi đó. Anh chị đi về cẩn thận nha. Dạ chị, cảm ơn chị. Có gì thì lần sau tụi em lại ghé nha. Dạ rồi, em cảm ơn nhiều nha. Dạ. Cảm ơn chị nhiều.
Ê, anh mới được thêm một dự án mới nữa. Vậy em có muốn bán chiếc mẹt để mua chiếc mới không? Mà thôi, mình đừng mua xe nữa, mình đổi nhà đi anh. Em không thích ở kiểu căn hộ cao cấp này nữa, em muốn đổi qua biệt thự. Cũng được. Alo, Hằng hả? Tao nghe nè. Bây giờ mày đang ở đâu á? Tao đang ở nhà nè. Tao đang ở trước cửa nhà mày á, mày ra đi. Tao có chuyện muốn nói với mày á. Ok. Ê, Hằng nó qua á, để em ra đón nó nha. Sao? Có chuyện gì mà dọn đồ qua đây vậy? Kể tao nghe. Tao qua nhà mày ở vài hôm được không? Ừ, được. Mà sao mày kể tao nghe đầu đuôi câu chuyện coi. Quán của tao á, thằng em của tao nó lén đem đi cầm rồi. Mà mày cũng biết đó, quán của tao cũng là nhà của tao. Mà bây giờ mọi chuyện như vậy, tao cũng không biết làm sao hết đó. Giang hồ đem nó qua nhà tao, nó xiết nhà tao nữa. Bây giờ tao không biết làm gì hết trơn á. Thôi được rồi. Thằng em mày nó láo quá. Thôi bây giờ mày cứ ở tạm nhà tao một thời gian đi, rồi mình tìm cách xoay sở sau ha. Cũng may mà còn có mày. Mày khách sáo cái gì? Hồi đó hả, không nhờ mày giúp tụi tao thì số tiền đó tụi tao cũng mất từ lâu rồi. Thôi đừng buồn nữa. Cảm ơn mày nha. Không có gì đâu, khách sáo cái gì. Thôi bây giờ tao dắt mày đi vô tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho sớm ha. Đi. Anh đi. Mà anh chỉ yêu một mình em thôi. Dẻo mỏ quá. Anh về ngủ sớm đi, Linh phát hiện bây giờ đó. Em cũng về ngủ sớm nha. Biến đi.